Xảy ra chuyện bắt cóc lần này, Lý Thiên Hành liền tăng cường vệ sĩ theo bên người cho mình cùng Hứa Tinh. Hứa Tinh đã không cần tới trường nữa, nàng đã hoàn tất học phần giờ chờ ngày nhận bằng là được. Thấy Hứa Tinh rảnh rỗi, thường ra bên ngoài chơi, lo sợ nàng gặp nguy hiểm bèn mang người tới công ty, giám sát hành động của nàng. Hắn không thể lúc nào cũng bồi Hứa Tinh được, rất nhiều chuyện ở công ty cần hắn xử lý, cho nàng mang vệ sĩ ra ngoài thì lại lo lắng nàng tính cách. Nàng không thích gò bó, luôn tự trốn vệ sĩ rồi rời đi. Hôm nay trên đường, Lý Thiên Hành gặp phải ám sát người. Người thì không sao nhưng một nữ nhân vì hắn mà chán đạn. Hỏi ra mới biết là người quen cũ, vì đỡ đạn cho Lý Thiên Hành mà bị thương. Hứa Tinh muốn cảm tạ nàng ta bèn đến bệnh viện thăm người. Hứa Tinh thập phần nghi ngờ nàng ta cố tình tiếp cận Lý Thiên Hành. Gặp qua người sau, nàng liền biết mình lại có thêm tình địch. Úc Thanh trước kia làm việc cho Lý gia tập đoàn, vì gia đình xảy ra sự cố nên nghỉ việc. Giờ nàng ta quay lại xin vào tập đoàn làm việc. Hứa Tinh chỉ là nghi ngờ như thế nào nàng ta xuất hiện gần Lý Thiên Hành và chắn đạn dùm hắn khi hắn bị ám sát. Quá là bất thường sự việc. Hứa Tinh qua quan sát hành động, ánh mắt cùng lời nói mà phán đoán Úc Thanh thích Lý Thiên Hành. Lúc này trở lại có thể biết hắn đính hôn tin tức sự kiện. Chuyện này làm nàng buồn bực không thôi. Quan hệ tình cảm hai người vừa mới tốt đẹp, giờ lại xuất hiện thêm tiểu tam. Âm mưu muốn cướp Lý Thiên Hành đi càng rõ ràng. Lý Thiên Hành không bận tâm nhiều vì Úc Thanh sự việc. Trước giờ hắn chỉ có thích quá một người là Hứa Tinh. Những nữ nhân khác, hắn cũng không muốn tiếp xúc nhiều. Người đã cứu hắn, hắn hiển nhiên sẽ trọng hậu tạ, muốn thứ khác dĩ nhiên là không được rồi. Hứa Tinh thấy Lý Thiên Hành đối với Úc Thanh thái độ càng là vừa lòng. Lý Thiên Hành nhờ bệnh viện người chăm sóc cho Úc Thanh xong thì vội điều tra ám sát sự. Hắn thật ra muốn biết ai muốn hại hắn, như vậy hắn liền có biện pháp đề phòng cùng ngăn chặn. Hôm nay Hứa Tinh ra ngoài đi dạo, ai ngờ gặp được kẻ thù kiếp trước. Nàng bèn âm thầm theo dõi lên. Kiếp trước nàng đang điều tra nhóm tội phạm buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Cấp trên không đồng ý vì có dính líu nhiều người lợi ích. Nàng không nghe khuyên bảo dẫn tới cuối cùng bị ám sát. Chết thảm, lâu nay nàng không muốn nhớ về sự tình trước kia vì không biết kẻ thù là ai. Lúc này gặp được người, nàng sao có thể bỏ qua cho hắn. Nàng thực sự muốn tra kiếp trước là ai hại nàng, ai đã tiết lộ hành tung của nàng cho kẻ ám sát. Hứa Tinh giả bộ làm quen để hỏi tên của hắn. Hắn ta thấy Hứa Tinh xinh đẹp nên không nghi ngờ gì, vui mừng nói tên ngay. Hứa Tinh mục đích đạt được bèn tạm biệt hắn. Nàng muốn đi về tra thông tin của người này. Lý Thiên Hành biết nàng hành động cũng không ngăn cản. Hắn phát hiện Hứa Tinh tính tình thay đổi sau sự kiện tự tử kia. Nàng biến thành một người hoàn toàn khác, nhưng hắn thích Hứa Tinh bây giờ hơn. Nàng sống tự tại vui sướng, người lại vô cùng thông minh, giảo hoạt, đôi lúc lại có chút ngốc nghếch đáng yêu. Hứa Tinh tra được thông tin về kẻ giết nàng ở kiếp trước. Nàng rất muốn biết người đứng sau hắn là ai. Lý Thiên Hành theo dõi sát sao quá trình Hứa Tinh điều tra thông tin. Hắn cũng giúp đỡ nàng hệ thống lại thông tin. Bên ngoài hắn là một doanh nhân thành đạt, bên trong là lãnh đạo một tổ bí mật cao cấp đặc vụ. Rất ít người biết thân phận thực sự của hắn ngoại trừ hắn trực tiếp cấp dưới. Hứa Tinh cũng phát hiện chuyện này, nhưng nàng không hỏi cũng không tò mò thân phận của hắn. Giống như Lý Thiên Hành cũng không hỏi hay tìm hiểu việc quá khứ của nàng. Sau khi hai người trao đổi kết quả, bọn họ mới biết mình đang điều tra về cùng một nhóm người, một tổ chức tội phạm nguy hiểm. Úc Thanh khỏe lại, bèn trở lại Lý gia tập đoàn làm việc. Nàng muốn tiếp cận Lý Thiên Hành văn phòng vì cấp trên muốn nàng trộm tài liệu điều tra bí mật về tổ chức bọn họ. Úc Thanh không thể từ chối tổ chức kia yêu cầu, bèn cố ý tiếp cận Lý Thiên Hành, muốn hắn tin tưởng chính mình rồi nhân cơ hội đánh cắp tài liệu. Lý Thiên Hành không biết mục đích nàng ta là gì, chỉ có thể phái người âm thầm theo dõi. Hy vọng qua Úc Thanh có thể tìm được người ở phía sau màn. Đợi đến khi Úc Thanh hành động thì mọi người mau chóng bắt người. Úc Thanh bị tra hỏi qua rồi đưa vào nhà tù. Lý Thiên Hành bất đắc dĩ thở dài. Xem ra lại có người nhớ thương hắn các đồ vật. Hôm nay rảnh, Lý Thiên Hành bèn bồi Hứa Tinh cùng nhau đi dạo. Tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn bên ngoài của hai người. Lý Thiên Hành dẫn Hứa Tinh đi xem phim, xong lại mang nàng đi nhà hàng ăn uống. Kế tiếp hắn lại mang theo nàng đi cà phê quán ngồi. Bọn họ bên ngoài vui chơi vui vẻ cả ngày, đến trời tối mới về nhà.
công việc điều tra không thuận lợi, có quá ít manh mối để lần theo. Hứa Tinh cũng không giúp gì được Lý Thiên Hành. Hứa Tinh cũng bế tắc chuyện này, nàng liền bắt đầu điều tra từ cái chết trước kia của mình, tình hình sau khi mình chết đi, cấp dưới còn làm việc không. Như vậy tin tức, Hứa Tinh cũng biết được vài thông tin hữu ích. Nàng nhờ Lý Thiên Hành người đến nhà ở kiếp trước lấy nàng tư liệu bị cất giấu đi. Lúc trước khi nàng bắt đầu điều tra, nàng liền sao lưu tài liệu phòng bất trắc. Ai ngờ bọn họ hành động quá nhanh, nàng không kịp trở tay, đã chết đi. Đối nàng năng lực, Lý Thiên Hành là cực kỳ vừa lòng. Nàng giúp quá hắn vài lần điều tra thông tin, làm hắn được lợi không ít. Đồ Hứa Tinh cần, Lý Thiên Hành bí mật nhờ người bên cạnh đi lấy. Hắn biết tầm quan trọng của con nên vô cùng thận trọng. Lý Thiên Hành mất nhiều tài lực mới mang được đồ về. Hứa Tinh nhanh chóng nhận lấy, bắt đầu nghiên cứu lên. Lý Thiên Hành đôi khi cũng bồi nàng làm việc, chỉ là hắn bận quá, việc kinh doanh tập đoàn còn bí mật nhiệm vụ. Hai người làm việc chung, tình cảm càng mãnh liệt hơn. Bọn họ đã không muốn rời xa nhau, nếu không thấy nhau sẽ cảm thấy trống vắng. Hứa Tinh thấy mình càng để tâm tới Lý Thiên Hành nhiều hơn, tình yêu cứ thế nảy nở, càng ngày càng sâu đậm. Hứa Tinh ủy lại hoàn toàn vào Lý Thiên Hành chăm sóc, lo lắng cho mình. Lý Thiên Hành lại thấy thật may mắn khi gặp được Hứa Tinh, người sưởi ấm trái tim lạnh giá của hắn, mang lại nhiều niềm vui tới cuộc sống tẻ nhạt của hắn.